môn này chơi new free mi bị bang mệt vả nà đình buồn sáng khắp những cầm em đúng lại yết lê rạ này cặp thêm môn này lại chính lờ pro năm lần tu sa thôn đồ bảo được lâu cất lại yết lê cặp rạ nục này yến hàng nhiều trôn bởi ní chả thích nhau mà rạ lê tầng ta hàng lại đáo do nó này lại chính rầm ta nên chính lờ pro mà lúc bà giờ sáng chính lâu mông quá cất lại ta lờ pro mẹ lần tu sa thôn đồ bảo được lâu này lại mồ full độ bình dân giàu dân hay ngoại độ anh ấy trả đó liệu nè lấy trong bình núi lùm núi nó u rào do đã hàng lấy mà phát động này dân cộng sản Việt Nam bộ tụ ở bộ dự hàng lấy cái cả lấy phép làm nữa do nên lấy này đã bao nhiêu bài rồi đấy ta bố ra này nhập tin nhập ní thầu bình dân lấy cộng nào phùng rồi nên lại lấy nhiệt lấy hàng lấy phạm mại những năng nhập lơ lập lư cái nhập bộ đôi lấy trong nào buồn sang bộ tụ ở có pi bằng phạm bao nhiêu ngạn dù mấy chàng rắc rối cái tờ lệ doanh hàng lệ đặt lệ dọa rồi này luôn nuôi tổ anh ấy lắc tổ bếp thèm lá lệ đông bồm đa rắc đúng hàng lệ tổ anh ấy trả Việt Nam bởi anh ấy clip nè nhiều dạp nuôi người quốc tịch Việt người Mỹ gật lệ dọa rồi này nó như là đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng nhau lái xe đến nhiều San Francisco tại Bắc California, nơi hội nghị giao thương kinh tế châu Á Thái Bình Dương gọi tắt là như lễ APS đang diễn ra để biểu tình và lên án lên tiếng cho nhân quyền tự do dân chủ và bảo toàn lãnh thổ đặc biệt là ở tại Việt Nam nó cột lại này tập bù vô kết lệ luôn nuôi nợ buồn sang cái nhà phụ đã buồn nào ngồi riêng tình nhau nào lẽ rằng bộ tổ ở cặp vợ còn nhiều ngã lẽ ta cần mượn lấy bộ tổ chung lấy phe lấy cặp vợ còn nhiều ngã mượn lao cặp vợ này vẫn mời về xem lăng lấy video này hàng lên tiếng cho nhân quyền tự do dân chủ và bảo toàn lãnh thổ đặc biệt là tại Việt Nam. Khi mà chúng tôi nghe được những cái tin tức có những cái buổi họp mà họ sẽ giao thương về kinh tế mở rộng ra trong khi những vấn đề khác trong nước những người dân chưa được hưởng những cái tự do dân chủ nhân quyền bị đối xử một cách rất là không công bằng không luật lệ thì cái đó là điều chúng tôi rất là quan tâm coi như là một cái bổn phận của mình. Nếu mình không làm được cái gì thì cũng nên có cất tiếng nói để giúp cho những người ở trong nước không nói được. Chế độ cộng sản là chế độ rất là ai bố lại lu mà nuôi tổ chặt đặt ngào bình phun dọn nhiều nào lại bởi một mự của bọn nóc nà con đang có sản Việt Nam đang có sản để Việt Nam một vật Trung Quốc lu nuôi bà là này bộ tổ ở khắp bọn đang có nhiều ngang do nên do cái lại nuôi là kia là nào rau bưởi lê đông do đặt độ một lần là bộ tùy ô do gật hẹp đi lê đông mạ cứ lê chầm phiền tập năng mạ làm gì do nó có nòng tụ bắn nhau ấy từ phía rạ này luôn nuôi lại như cự làm giàu Việt Nam bình nuôi thông tin báo chí lệ được bình nuôi cầu hàng lại kể cả bình nuôi đã rạ kèm hàng lại đáo luôn rạ nó đã bày nằm trong sai bởi anh hiểu tâm đảng cộng sản đang giàu bút lệ lệ vì bằng bởi anh hiểu nhá lệ được anh với sân DC nằm ta lại giờ lên này rồi bởi anh hiểu Việt Nam tại sân ở San Diego. Nó như lại đây coi như là mỗi phần của mình. Nếu mình không làm cái gì được thì cũng nên cắt tiếng nói để giúp những người trong nước không nói được. Cái bộ do nó bông mông đặc cực ô tê đạt tạm tùy ngã ô tà tùy phía học tê đạt tùy nhập lại tà tùy ngã do nó lấy dồm lại tiếp rõ mạng cả đã buồn sang tôi chẳng mà này ta bổ luôn nuôi hè ta bổ hết lại bình gây doan này lại nhổ hù hạt mà nhổ kẹng khi là nó chẳng lật đổ hệ đảng cộng sản Việt Nam tâm nhất nhổ bộ kẹng úc cả đảng cộng sản này nó hai này em bạn đã buồn sang ta bổ mà lại này ta tiếp bằng doan ta bổ hết lại được ta bổ kẹo tối hết lại doan lại đấu tranh lại vực từng cả đã buồn sang thâu viên lặng đã buồn sang dân là như một lấy tư yếu chăm nhiều kia được ngạ mà với ta là cơ hội ta lấy một lấy tư yếu cất lại ta bố được ngạ ô lệ thì phù đi phù đi lệ phù đi dân cho nên chọn thế buồn sang khắp những cái mềm đung là nhiệt lên này lệ trong chế độ cộng sản là chế độ phi nhượng nhuận
như giàu không biết lo cho dân mà chỉ biết lo đàn áp, lo thu lợi. Đó là những lý do chính là mình đi lên, mình nói một tiếng nói của người tị nạn cộng sản, mà cũng có thể nói cho những người dân trong nước của mình muốn nói. Ê bố là khật lệ này lùm tà hà này lại nạ buồn sáng bị đội chặt ngao bị phụ luận như lại. Nào bà đá, nào bà nhạc bởi dựa đá thôn bà lần này lại đọc đồ mập rõ. Rìm cho tôi bồn nuôi. Sao mong này là lời nạ bà đá, lời nạ đông, lời nạ răng bố. Lời đọc đá cho kra bởi hằng lời kì kèl. Sao mong này có bố hình này lại, nhưng bà răng kra mà khô bố bình nạ buồn sáng mị mai như bố lại. Răng kèm kra, răng đó xem lặng hạt rẻ. Bố tà bố lùm nuôi tổ tự chọa ra này. Nạ buồn sáng một nhà đi gạt à. Dựa nó mời bởi mượn đứng cực lời ở thai đẹp hiệp này. Phi nhân. Rồi chỉ biết là không có biết lo cho dân mà chỉ biết là lo đàn áp rồi lo thủ lợi. Đó là cái những cái lý do chính mà mình đi lên mình nói lên một cái tiếng nói của những người tị nạn cộng sản và có thể nói cho những cái người dân trong nước của mình muốn nói. Khoảng 10 tổ chức người Việt khắp nơi từ Nam và Bắc California, từ các tiểu bang khác ở Mỹ tham gia biểu tình. Theo bác sĩ Võ Đình Hữu, người gửi điện thư kêu gọi biểu tình cho Việt Nam nhân dịp họp giao thương thượng đỉnh APEC tại San Francisco kỳ này. Chúng ta nhớ là hồi trước tới giờ đó thì khi mà những người cộng sản qua đây như Phạm Minh Chính vân vân họ nói là khúc ruột ngàn dặm và cộng đồng người Việt tại đây thành công rất nhiều là do của người Nam của chúng tôi, nhưng thật ra không bao giờ và không phải như vậy. Người Việt tị nạn là người Việt luôn yêu chuộng tự do, chống cộng sản, không bao giờ là một cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thế bố là bình duyên như lệ là nhưng bà tôi sẽ phạm mình chính như là nhập lo như là nhưng bà ô đi bè lại hèm lại dựa đã một Đảng Cộng sản Việt Nam đấy chứ dù như một đảng xem bình người Việt tị nạn bố dự dựa mong lại phát triển lại đi bè là dựa một cuộc Đảng Cộng sản ô như lệ bố giờ dựa nên lệ này đã buộc tung lùm nhưng bà Cộng sản có lòng nhân là lợi dụng nạ buồn sang nhập vụ bạn này nèo mòm nuôi người Việt là lại như lại dựa cái nhối thầu tôi có mày trụ tị nạn đấy hà đã này mà trụ tị nạn đấy trụ dựa như mạng lật la đội tập tớ đã nuôi nó tốt vào mì được dòng tên là tốt vào mì hiếm bạn như lại dựa mừng nhối á như lại trong sát đi bia tôi tốt vào mì tôi đi bia là phí bỏng như lại một như lại dựa cái này nhô tham dương mà ta tôi nạp lại như mạng gì ý tốt vào mì lại như lại dựa mừng nhối rồi ý bởi ý bố nhật là bia nó nó còn sàn Việt Nam nó lại bộ màu của lấy kèm mực tôi ta bộ ra đây ta kèm ta bộ kèm ủ hợp tiếp đáng cộng sản Việt Nam ta cắt kèm lấy nhiều kẻ kỳ đề bộ ta kèm lật là ta bộ kẻ kỳ đề bộ khóa ta bộ hẹp ta bộ ấy được kèm dân ăn lùm nuôi bộ thao khăn ủ hợp lại này lệ đáng em à đáng cộng sản này hẹm cả lạ màu dân đậu một tìm ta bộ thao ủ như yếu lại phiền dân về quy luật có sang cô chiều rạ này được ta cũng có hạt làm gì đủ vậy. Xong có mình lần lùm nuôi tôi chụp lên này hàng hụi đây hụi cái gì đại gì vậy hụi cái nạp nhiều hụi nạp vậy dưa cái này dưa cái ta một xem lăng bộ bạc lạ u dưa nhập bộ như căn ơ lắm mà con ông dài nhập bộ nhẹ bạc lạ bay che cái ta nuôi cần ta bây giờ con ông dài hay nhổ ta gì ta làm nuôi lần là được tự chọn bằng mạng ngần prai sang nộ cự mị mà nhìn ở dạng đừng đạt lâu rạ này kẹo phải ta đông mà ta đoại vào mì đúng nhẹ có một loại dần đó mơ đồ có thể là một loại dần đó mình hiếm bạc đọc mình ôi dòng đầy lập lạp xem lăng có bị bằng cái đẹp này này nó mới về đang dần như bố hẹp này cật lấy nó út rào bố kèm út cật lấy loại dọn mạng một nạ đang có sản Việt Nam nhiều trôn làm lớp lúc bạc đi này lại chính lớp lúc năm này được gạo cầm tốt hơi này nhiều nèo đã bạc với hàng lấy kẻ gạo lấy đáo lấy đóng nhiều hội nghị như này lại ai phải nói lại mà phải hàng lấy đập nàng lưu chặt càng gồm nhiều càng một tụ ơn là nào cái nhiều rồi liệt liệt này nó lại xem rằng người Mỹ thuộc các sắc dân châu Á khác cũng lên tiếng cho những quan tâm của họ. Tôi đến San Francisco từ Los Angeles để đồng hành cùng những anh em yêu chuộng dân chủ. Thị trưởng thành phố San Francisco cho biết chúng tôi muốn mọi người biết chắc là chúng tôi ủng hộ biểu tình ôn hòa, cho nên những hành động bạo lực hoặc phá hoại sẽ không là những gì chúng tôi chấp nhận. Những người như bác sĩ Hữu và thành viên Liên minh chống cộng sản và Tây Sai
là những người từng trải nghiệm được tự do của một nền dân chủ tại Việt Nam trước năm 1975, nên họ tâm huyết mong muốn đem lại điều này cho cư dân đang sống trong chế độ độc đảng tại Việt Nam. À, năm 75 thì cô mới có 14, 15 tuổi à. Nhưng mà cô qua đây cũng gần 30 năm rồi. Thành ra cô hiểu rõ cái chế độ của tà quyền Việt Cộng như thế nào. Mong là những người hãy đồng hành với tôi và cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sẽ không còn Việt Cộng và Tàu Cộng. Nếu mình muốn gì thì mình cũng... Nói nếu bố là gọt lời dọn như cầu càng yêu lại với bố mò Đảng Cộng sản Việt Nam, Tàu Cộng, Việt Cộng, bố mò càng tụ ơ hàng Trung Quốc, hàng Việt Nam. Giữa các Trung Quốc, Việt Nam như dịch xài xa đáng. Giữa nâng bạc như nào, bạc như tụ mò lùm lùi hữu ụt lâu như càng mút mà bằng quốc hội bờ đã hàng lời dịch lê, đã bệ nập một nửa mà bọn rằng nạ buồn sang như ụt lâu. Nói lại bệ hình lại lắm, lâu mông quá, lờ bốt mèo bệnh quốc xa thuần tụ bó tụ bốt lâu, gọt lời dịch lê này. Đi về bằng buồn sang khắp yên mầm nít mộng đừng lo được.